Úi, ấy, con bay về đấy. Gọi đi. Túc 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 túc. Còn đàn nữa chưa dám về á? Gà kia gà tre hay chứ? Không phải đâu. À. Ấy, ấy, ấy các anh này. Con gà kia sao không dám? Sự thấy đàn gà sướng không? Mình thích nhở cảnh này mình sướng. Oh, dê gà các kiểu luôn. Đấy. Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hiện giờ thì Thắng đang chạy hết tốc độ từ Mèo Vạc về đến nhà em Xính để trao nốt 2 triệu của em Kiên ở Hà Nội có gửi cho em Xính một chân mua lợn thì từ lần trước rồi. Em từ lúc em Kiên em cũng có lên đến Hà Giang thì bây giờ Thắng quay trở lại nhà em Xính nhé. Bây giờ thì các bác xem mùa này thì lán em Xính nó như thế nào. Đó. Hiện giờ thì Thắng đã đến gia trang của em Xính một chân. Sau một thời gian thì vừa đi bộ vừa đi xe máy. Đấy, tại vì là có 2 xe mà 4 người tăng bò. Là Thắng đã lên đến cổng trời gia trang của em Xính một chân. Bây giờ thì Thắng sẽ đi vào đây để cho các bác biết được rằng là gia trang của em Xính đang như thế nào. Trong cái mùa đông lạnh giá thì cây cối giờ là không thể sống được, không thể trồng được nhiều thứ. Nhiều chủ yếu là chăn nuôi chắc là gà bây giờ còn khoảng bao con? Gà? Ừ. Hơn 30 con đấy không? Cũng như đợt trước đấy à? À. Thế là cái con dê mà hôm trước ấy sao lại phải bán cho anh Ước? Nó già hay như nhỉ? Không, cái con đấy là nó không như thế nào cả. Có 2 con đấy là nó đẻ ra thì đầu tiên là nó đẻ có mới 1 con thôi. Nó bây giờ con có nghĩa là nó đẻ con là nó chỉ đẻ 1 con à? Ừ. Thế đi mày đi mua con khác về chưa? Không, em vẫn đẻ nguyên đấy và hôm lại đi mua con khác. Tiền có để đấy là phải đi mua dê về khác nhá. Đây là cô Linh Trong cô cho. Vâng. Thì là phải có dê đấy nhá. Ừ. Đấy là không đi ở trên lùng táng thì nó có một đàn cái loại giống này to to. Ờ thì thay giống đúng không? Giống bây giờ đang bị lộn dòng đúng không? Thì em để lại mấy con cái già già cái thôi. Ừ. Cái cụ xong rồi em lại đi mua con cái mới ở ngoài vào. Đấy giờ thế là cái này là phải mua lại dê để bù vào đấy nhá. Chứ là nhiều. Thì không mình mua lại con đẹp hơn. Ừ. Chắc chắn đấy nhá. Vâng. Ừ. Thế còn là vợ em Xính chắc cũng sắp đến ngày sinh rồi, tại vì là trong cùng cái đợt với cả vợ em Ước, vợ anh chắc Ước là tầm khoảng hơn 1 tuần ấy là không đến rồi. Thế tí nữa phải bảo ông hậu sự mấy ông tiền sự khám thử xem. Anh tiền sự rồi. Em anh tiền sự mới biết khám. Mấy cả bây giờ như này là anh lên đây nữa là lần trước thì cũng có sự lên đây là có em Kiên ở Hà Nội là cho 2 triệu bảo để mua lợn đấy. Đúng không? À. Nhưng mua nhưng nó lại chết à? Hay như nào? Không chết đâu. Nhưng bây giờ vẫn đang sống thì? Cái con mà anh bảo em mua ở chỗ nhà anh Nhu ấy thì nó cái con kia nó bị lòi rốn ở đít. Nó ở phân cứng nó. Lòi rốn lại ở đít. Lòi cái ruột nó ra ấy. À thế lòi rốn lại ở đít, đít nào có rốn. Lòi ruột đấy. Lòi ruột ra. Ra dài này mà con chó đi gì gì nó đau nó chết. Thế à? Còn đâu là 2 con mà anh Kiên cho tiền để mua đấy là chưa chết đâu gì? Không, không chết. Ờ, đây là 2 triệu nhá, là của anh Kiên nhá. Ừ. Là anh đưa lại cho em nhá. 500 2 4 6 8 10 triệu rưỡi đúng không? Vâng. 2 4 triệu 2 triệu 9 đúng không? Vâng. 2 tỷ đủ chưa? Cảm ơn anh Kiên ở Hà Nội nhá. Vâng. Đây là lần trước thì anh Kiên anh cũng đã lên đến đây rồi, đúng không? Vâng. À, đấy là... Em là cảm ơn anh Kiên nhé, chúc anh Kiên năm mới vui vẻ. À, là anh Kiên là đã gửi tiền đây rất lâu, là Thắng đã cầm hộ giúp rồi. Vâng. À, nhưng mà các bác biết là Thắng cũng công việc này, việc nọ là chưa được. Nên là xong đây nữa, là mấy ngày nữa Thắng lại phải quay về nhà em Đồn nữa. Nhà em Đồn thì cũng các bác biết rồi là cô Võ Thành Công, rồi chú Sam Dương, rồi có mấy... anh cũng giúp mấy triệu đấy là để cho em Đồn em mới làm cái này cái kia thì Thắng cũng còn phải trở lại em Đồn tại vì Tết nhất đến nơi rồi. Tết thì dương lịch thì nó cũng đã qua rồi nhưng mà Tết âm lịch
Việt Nam thì các bác biết rằng là Tết cổ truyền thì họ ăn Tết cũng mất mấy ngày rồi. Nên là Thắng cũng phải trở về đó để kịp xem là như nào. Tết nhất đến nơi nhà nào cũng phải chuẩn bị. Thôi đi, vào trong lều đi. Xem như nào, còn lại còn quay trở về Đồi Thông nữa, còn mua quà của chị Ly nữa ở Đức đấy. Không phải quay về Đồi Thông hả? Không, hôm nay thì không quay về Đồi Thông. Hôm khác thôi. Hôm giáp Tết cơ mà, hôm đấy là tặng quà Tết luôn cho Đồi Thông mà. Đi thôi, đi đây, mấy anh em đi đi. Không, không. À thế được rồi, tôi nhảy xe cùng ông luôn. Mấy anh em ngồi sau nhá. À có cả chuột nữa đúng không? À chuột, chuột mấy cân nhỉ? 3 cân à? Ai là chuột lại có chuột 3 cân. Này lên, Thắng lên lại có chuột 3 cân nữa. Số đỏ rồi. Chuột trên này to lắm mà đã. Chuột to à? À đây dê đây, đàn dê đây đúng không? Đúng rồi. Từ dừng lại nè. Ôi trời. Đây là phát, đang phát cái gì đây? Hử? Cái này là nó... vợ xính kìa. Đây đàn dê của cô Linh Trong giúp. Bây giờ còn đang còn bao nhiêu con dê đây? Xính. Mười lăm con á? Đây con dê cụ đây. Con đực này húc người á? Thế à? Dám húc anh không? Ai à, con này nó húc người. Nó già rồi. Kia là vợ em xính. Đấy. Bừa hết rồi à? Cây bừa hết rồi à? Thế à? Rồi đi về lán xem là chuột chiếc như nào anh em. Lán nước nào mà. Thôi đi bộ dốc này leo leo sao được, lên được không? Được. Hả? Được. Chắc được á? Thế lên nào. Lên. Bây giờ đang chờ để sang năm trồng ngô đây đúng không? Qua rồi. Tết đúng không? Qua Tết rồi. Okay rồi. Mic. Mic. Wow. Nó biết tôi mà. Biết rồi. Anh là sao thêm hai con này nữa à? Bắt đâu đấy? Bắt ở đâu? Pít dưới bản kia. Pít dưới kia mua hai con này nữa à? Bây giờ thế là con gà nào là con gà giống đây? Con đợt trước cho con to là con nào? Đang ốm kìa. Sao bị ốm? Vì mấy con gà tơ này đánh cho nó ốm này. Sao đánh gà tơ lại đánh gà to được á? Gà kia già quá rồi à? Con kia đánh này. Con này mới về à? Không, con này là gà ta cho nên nó khỏe hơn. Con kia yếu, con kia nhảy phát vụt phát mà. Thế à? Thế là vì đánh đầu thủng. Đầu thủng à? Sao con này lại phải nhốt ở đây? Con này tí mình mổ nướng. Ôi dồi, thôi. Đây à? Mấy con đây nữa đây à? Đây này. Ngon đấy. Mấy con đi lang thang đâu đi đấy. Trên này là gà béo. Không phải hơn 2 cân rưỡi. Mở cửa nhá, mở cửa lên nào. Đi đường này phải không? Kinh. Mày bảng chữ cái chữ kiếp thì ghê này, học hành ghê nhỉ, biết chữ chưa? Chuẩn bị cho con em bé hết à? Dạ. Chuẩn bị cho em bé. Em bé già đấy, mình bé to rồi. Hai vợ chồng ngủ trong này à? Nó đánh ốm này. Ôi. Đầu nó đặt xuống này. Rồi. Tua rồi. Nhô, đây nó đánh nhau như này cơ mà. Nó đánh đầu ấy, ốm này. Đã
Ừ, con này con già nhất. Ủa. Con không đứng dậy được. Ao cá ao kia thế nào? À. Ao này nhiều cá to phết đấy. Sợ nói mà em có nó có cắn em đâu cái ông sự kia. Đẹp thế mà nhỉ. Sợ luôn đó. Đấy, sợ luôn đó. Lan luôn mà. Này. Buộc cái đấy cho nó rộng. Hai con này mới về hôm qua à? Thế mà đã thuần này rồi á? Nào. Nó ở trên rừng này không có nhà khác. À. Mình cứ để nó không chạy đi đâu được. Ao. Làm tí rau ăn đi. Thân con gà này quá nó đá nhau. Nó ốm đây. Thằng Xính này nó để gà trống nhiều quá. Mà em nó bảo là mấy hôm nữa thì để đấy để vợ em mới sinh còn có cái mà sử dụng. Đó. Không gì đấy. À đây rồi làm mấy quả ớt này nữa này. Đây. Ôi dồi, ớt ngon. Tí nữa. À tí nữa. Và hãy làm tí rau cải. Nấu nước luộc gà. Thằng em nó nhiệt tình quá, cũng nhiều các cô bác lần trước thì có bác thì bảo là tháng ơi là Xính nó nhiệt tình vậy nó mời em cháu con gà thì cháu cứ ăn đi. Thôi thì hôm nay Thắng ăn thịt gà mới Xính, mà ăn con gà tí nữa thì Thắng cho em Xính 1 triệu. Đấy rau cải đây này, rau cải ngon này. Đấy. Đây đây ngồi đây tỉa đi, tỉa đi. Nhổ cái. Tỉa đi. Nhổ cái cây đúng không? Ừ. Tỉa đấy nhổ cây to. Nhổ chỗ dày ấy. Cải này mới ngon này. Nhổ cây tím tím này này. Đấy. Ô nhổ đến đâu anh cắt cái này luôn đấy ăn. Ông này không biết nhổ rau rồi. Cắt luôn. Tiền sự này, hậu sự nó đi hái rau má. Nó thịt chuột. À, trên này này rau sạch rau ngon lắm. Ủa cái này tỉa cây to thôi Xính ạ. Cái bé lại nó lại mọc lên lại to. Ừ. Cái này cải đắng này. Cải đắng ấy. Cái này sáng sớm ăn mì ở thành phố được cái này thì ngon. Ồ, mà anh biết đấy nhỉ, sáng sớm ăn mì ở thành phố. Mì tôm này nó có lông, có cái lông nhỏ nhỏ này. Này. Cái cây này mang đi cấy là sống tốt lắm đấy. Ờ. À. Chỗ đấy thưa rồi đừng nhổ nữa. Nhổ cái chỗ dày dày này thôi. Đây này, những chỗ dày dày này. Để nó còn lớn. Cái này nó mọc cái rau cái cỏ rau lợn này nhiều cực kỳ luôn. Cái này rau tàu bay đấy. Ui dồi, nhảy. Đây, đây. Nó tự động nó mọc đấy. Ừ. Cái hoa nhiều cái. Đấy rau tàu bay. Hôm nay chẳng qua ăn rau cải chứ không thì anh hái bó rau tàu bay ăn ngon lắm. Kia kìa, bên kia nhiều kìa. Rau tàu bay ấy. Ý, đàn dê của Xính nhìn sướng nhờ. Ý, kìa. Chị tiêu. À, còn 14 con. Cảm ơn cô Linh Chanh trong nhiều lắm đấy. Cái con dê nó để ra một con là mình không bán đi, nó mai nó lớn lên nó là để thì nó cũng để ra một con. À. Mình để ra cái con mà nó để có cặp thì mai nó lại để ra một cặp. À.
Thì đầu tiên nó chỉ để một con, lần thứ hai nó để ra hai con. Ừ. Có nghĩa là cái con mẹ mà nó đẻ ra một con ấy, sau nó đẻ ra con đấy cũng vẫn đẻ một con. Đúng rồi. À, thế nên là mình phải bán cái con đấy đi. Cái rau này trồng được bao ngày rồi? Thế hả? Ừ. Được mười mấy ngày không đấy? Mười mấy ngày rồi à? Lên tốt nhỉ? Ừ. Cải nương. Ôi em hái tiệt đi thế, em thưa thưa, những cái chỗ thưa thưa này em hái này. Được chưa? Thôi bằng ấy thôi, cho mà nước luộc gà thế là được rồi. Được rồi, để vợ chồng mà ăn. Xinh ạ. Anh đưa anh Sự anh cầm cho. Đưa anh cầm. Rau khác cũng có nhiều mà. Ừ. Được rồi, thế thôi, bằng ấy. Ui dồi, chặt cái gì đấy? Chặt cái cây ngã đi. Hả? Nếu nó không che ruộng. Cho nó đỡ che ruộng á? Ừ. Không là cho con dê ăn cọ nữa. Khoai này nó có củ to lắm. Khoai này á? Ừ. Có củ to à? Củ nó to bằng cái bát con. Ồ. Củ bằng bát con cả. Ừ. Đi qua đây vặt mấy quả ớt nữa thì nó dã nước chấm. Cây quế này không mang đi trồng hết đi. Em để thời gian nó cấy kia. Cấy đâu? Mấy ngày nó chuẩn bị mưa là cấy kia. À. Đấy. Phương án này nó vặt hết cái lá, vặt cả ớt. Ừ. Xong rồi mới lấy lưới che này vào. Ờ, à, mua lưới này che à? Ừ. Nó vào nó vặt ớt, nó vặt cả lá. À, mấy quả ớt. Ớt xay nhỉ? Ớt còn chín hết. Ừ. Sau này có tiền ấy, điều kiện ấy thì mua được cái lưới B40 ấy, thì rào vườn rau nó đảm bảo lâu hơn. Nhá. Ờ. Đây, được rồi, bắn ngay thôi, lên đi. Ờ, đủ rồi. Để nhà nó ăn. Em không ăn mà. Không ăn nữa ta? Ừ. Đau dạ dày à? Ừ, em không bao giờ ăn nữa. À. Đây, cầm. Cái nó chỉ có là bỏ thôi. Làm quả xanh xanh thì mới ngon này, nướng. Quả chín này nướng. Ớt nướng lên. Cái loại li ti gà này nuôi khó phết đấy. Đang chờ mùa rét này. Gà bé bé này á? Ờ. Mùa rét này nó dính rồi. Ừ. Đây rồi. Con nào bay không? À. Ấy, ấy, bay ấy. Úi, ấy, con bay về đấy. Gọi đi. Túc, 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 túc. Còn một đàn nữa, có cái con gà. Còn đàn nữa chưa dám về á? Cái loại nhỏ nhỏ ấy. Ờ. Cái to mà nắm đống kìa. Gọi đi, em gọi mạnh à. Chưa về hết. Chưa gà, đấy, 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 đang chạy trên đồi kìa. Gọi tung đi. À, cả ngan ra kìa. Chưa về hết đâu. Đấy, đang, à, kia đàn kia. Gà kia gà tre chứ. Không phải đâu. À. Nó còn nhỏ ấy. À. À, ấy, 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 các anh này. Con gà kia sao không dám vào ăn thế? Con kia sợ rất là trống này. À. Con kia sang ở kia. À, nó sợ à? Ừ. Thế khó thì tung cho nó mấy hạt. À. Nhìn nó to hơn nó. À, tung đây, tung gạo đây. Đấy, tung ngô đấy. Ôi dồi. Ôi dồi, một ấy này ăn lúc hết luôn nhờ. Này, tốn kém đấy. À. Thế đúng là bãi nó càng phải xa. Con ngăn đực này kém quá, con ngăn đực này bé. Hôm trước cái thắng có mấy nhá, cái ngan mái này là phải nhổ cánh nó đi.
Nó gần nhiều lắm hả? Nó bay đi cái là nó không bay về đâu. Không, lấy kéo xỉa cánh nó đi rồi. Thế à? Xỉa cắt cắt. Thế à? Rách này. À. Và nó không chống gió được nữa. À. Mình có con đường nó không chảy đâu hả? Ừ. Em cứ đưa qua đây nhá, anh chụp cái ảnh bên này cái. Đấy. Thế à? Ừ. Này, những cái con kia là đẻ trứng to à? Ờ, gà lai đẻ trứng to. Ờ. Sự thấy đàn gà sướng không? Mình thích nhở cảnh này mình sướng. Ở đây xong là có cái ao thả mấy con cá. Xong là đàn gà. Xong là đến mùa ngô lại trồng ngô, trồng lúa. Thế là có cô vợ nữa. Cuộc sống như này. Mày xính này đúng là cuộc sống mày. Sống này sống trăm tuổi đấy em ạ. Đàn ngan bây giờ lại thêm tăng cường thêm hai con chó nữa để trông nhà. Hai con này bé bé danh danh mới về hôm qua mà hôm nay đã biết sủa rồi. Sủa ác luôn. Đấy. Anh đưa cho tí nữa làm con gà kia, anh sẽ đưa cho mày 1 triệu nhá. Xính nhá. Nhớ xong là lúc nào rảnh thì đi mua thêm 1-2 con gà đen nữa. Cấy thêm gà đen vào nhá. Ừ. Những cái con chẳng hạn anh bảo đấy là những cái con đây này, những con đấy, những cái con gà của anh em mình mổ này, hay là những cái con này này là em bỏ dần đi. Nếu mà vợ em đẻ thì em đừng mổ vào những con gà đen kia. Đấy, để lại những con đấy để làm trống. Kia như chẳng hạn những con to già kia, cựa dài rồi mà nó sợ nó không dám vào ăn ấy, để lâu nó cũng gầy. Đó. Những con to đấy cũng được. Đấy là mổ những cái con mà nó không có giá trị kinh tế nhiều. Để lại những con đen kia thì nó sẽ đắt kìa. Trên Mèo Vạc nó bán 200.000 một cân đấy. Thịt đen đấy. Gà tây ấy. Ờ. Em cố là để lại những cái con đấy. Đây như con này bỏ đây, con đá, con hỏng con gà gà già kìa. Con này thứ nhất là di bé. Giống ra bé. Ờ. Lại chỗ ừ. Ý, hai con chưa? Đây. Mới về. Này nó phải trải qua một lần ốm đấy. Nó sẽ phải trải qua. Nó lấy clocid với tê tao về nhét thẳng vào nó. Nhét chưa? Không khí mới là nhét thẳng vào nó không bị ốm. Hai con này bao tiền? Hai con này là 700.000. 700.000 hai con này. Con này vằn như kiểu vằn hổ nhỉ? Nó móc báo như cái hổ báo. Em nuôi chó này với cái chó trắng kia là nó không sao. Cái loại tai dựng kia kìa, nó mới thính. Loại tai cúc này nó không ăn thua đâu. Mua chó kia mà mua tai dựng. Thằng kia đuổi bắt chuột với đuổi gà lôi giỏi nó. Con gà kìa, à con chó kìa. Ban đêm nên đi kia nhặt cái loại đá to nó đớn này để vào túi mà. Nó đi đuổi ở chỗ nương sán kia xong là con chó chạy, con chuột chạy lên ngọn sán xong là em ném chuột rơi xuống nó đi bắt. Lúc đó em nén nó tưởng là quả đá là trượt, thế nó đi đuổi quả đá thế là nó dính lừa. Thế là nó không đi đuổi nữa. Nó đuổi ném vào con phát nó phải nhìn nghe nó gió. Con trượt rơi xuống nó nghe phải giống con trượt nó mới đi. Thế à? Con trượt nó rơi xuống nó bụp mà quả đá là nó rơi nó nặng hơn. Thế à? Nó nghe nó hiểu là cái quả đá với cái con trượt rơi xuống là nó khác hẳn mà. Thế à? Đây là nó còn phân biệt được cả chuột và đá rơi nữa. Ây da. Xong rồi hôm nọ em đi nén bắt một phát mà nén được 4 con chuột. Bây giờ con chuột không về nữa. Đổ 3-4 lần bắt. Nướng ớt à? Nếu là vợ đẻ thì vẫn phải mổ gà cho vợ ăn mà, bồi bổ mà, đúng không? Đúng. Mất 1 tháng ấy đúng không? Đúng rồi, mất 1 tháng. Rửa ấy thì để chặt thịt chuột đi.
Đấy, chân nó đây à? À, nó bắt mấy con chuột rồi? À, bắt mấy con gà rồi? Nó bắt được một con mái, rủ bốn con. Con kia nó rủ con đi xa lắm, nó cứ cuộn cuộn ở dưới này. À. Thế là dần dần nó, chắc nó bắt gạt con gà kia, nó bắt mẹ con mái rồi. Ừ. Đây là đuôi nó đây à? Đuôi to đấy, nhờ. Con này nó giống y xì như con báo rồi. Đây là chuột. Đây, một đùi nó đây. Đấy, đùi con chuột đây. Đấy. To như này. Đấy, vừa vừa dài dài xào ngon. Nó có một tuổi đấy. À, tuổi gì? Nó được một tuổi rồi. Con này một tuổi à? Ừ. Chuột này mày biết cả chuột tuổi, chuột đúng tuổi con chuột nữa. Được một tuổi rồi. Chính là con chuột này ở đây lâu lâu năm rồi đấy đúng không? À. À, được một tuổi. Thế là ấy được nó hôm qua, bắt được nó hôm qua. Sáng hôm qua. Sáng qua. À, nó hôm qua mưa phùn mà. À. Cứ mưa phùn là bọn này nó ra nó bắt gà mình. Ừ. À. Sao lại mưa phùn rồi nó mới ra? Thì mưa phùn thì nó không đi, nó ở trong khe, nó ở trong khe nó rét. À. Nó chỉ có đi theo đường người thôi. Thế à? Mà nó nghe có người đi qua. Ừ. Nó mới đi theo đường. Con này nó ở quen đây rồi, con dê cứ khoảng khoảng ở kia nó không sợ. Thế à? Nói này nó bắt gà không? Có chứ, nó bắt cả gà rừng. Bắt được cả gà rừng? Ừ. Ý anh là bấy gà rừng nó thế dính nó. Thế à? Mà em còn lúc chưa quay về em đang đi thế có một con vịt nó theo đường đi thế cuối cùng con vịt thế nó dính đấy rồi nó sợ nó nhìn theo nó hốt bình con vịt tung lên trời thẳng đi thẳng xuống khe luôn à. Tung cánh đi thẳng luôn nó sợ nó nhìn thấy nó hốt con này quá xong là em đi một lúc còn thấy con gà rừng ở bên dưới xong rồi con gà rừng về đấy là vừa rào kia rồi nó còn hôm nọ nó còn chưa lớn nó còn đang là màu đen đen thôi bây giờ nó to hẳn là nó lông đỏ chót con bì bì bá bì bì bá không phải đâu con gà rừng à. Đôi dài này gà rừng đấy ờ. Nó vẫn ở đây à nó vẫn ở đây mà ừ. Nó phối với gà mình không? Không gà mình to nó sợ nó về nó chỉ về nó thấy vui vui thì gà mình cứ gáy mái thì nó không thấy có hiện tượng là sợ thì nó về gần gần chơi thôi à. bỏ hai quả đấy đi không xào hai quả đấy đâu em cũng định thế. Ừ. Hai quả đó vui đấy. Ừ. Con chuột này xào cái đấy không ngon. Đấy, đoạn này là ngon nhất đấy. Cái còng không ngon bằng cái miếng này. Còng không ngon bằng miếng này đâu. Mày biết đấy, lòng giòn lắm. Đúng rồi. Con này là nó mất cái bộ lòng rồi coi như thôi. Thế à, mất bộ lòng rồi coi như thôi à? Ờ. Ừ. Đây không có cây chuối rừng. Ở dưới này có mà. Ừ. Thôi cứ xào cái đấy rồi. Đúng bài. Ba cân, còn lại 3 cân. Sự nó thích ăn đấy này. Thấy cái lòng này nó mới giòn. Sạch chưa? Làm sạch chưa đấy Sinh? Sạch rồi. Ờ. Thấy gì giả? Giả dạ dày luôn à? Đúng rồi. Được mét lòng vậy. Kinh quá. Đuôi dài nhá con này đào một mảnh riêng thôi Sinh ạ mầm nhá cái đoạn mầm non đấy không mày đúng rồi không biết làm thầy đây rồi đâu lợn đâu
Lợn nọ tua mất con rồi. Này còn 4 con. Ơi, vui chuyện này rét. Con này lợn rừng à? Thằng này không có tay nuôi lợn. Thằng Xính này khả năng không có tay nuôi lợn. Mày chỉ dê với cả gà thôi. Con cái này như là đang động dục với ai. Đúng không? Ừ. Đến này là cái gì? À, máy xay sát những thứ với cả cám lợn nấu bên này. À. Cá chấm những thứ này, cả cỏ cắn tan nát ra đây. Bên này là vườn sắn này của ai? Cũng của em à? Ờ được. Vườn sắn này nữa. Có sắn thì là có cái cho lợn cho gà ăn. Nạo ra. Thôi được ạ. Thôi khỏe. Ờ. Rau cải vặn ra. Quên nãy không bảo nó làm tí gừng vào rau cải. Anh Sư ơi. Anh chạy xuống nhổ một mảnh gừng nữa đi. Cho vào cái rau cải nó mới ngon. Hả? Trong này khắc có mà. Đâu? Ở đây có nhiều á. Gừng mà. Ừ. Ở đây là khó. Đâu? Đấy, rửa đi xong rồi dập cái cho vào cùng với rau cải. Đừng 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 rửa cái đấy. Rửa gừng thôi. Sự này đã nằm ngủ thế rồi. Ai, còn 3 con mèo nữa kìa. Giờ mình mới để ý. Một con mèo mẹ, 2 mèo con. Sư ơi. Sư. Ôi mặn đấy. Ôi mặn rồi, mặn rồi. Mỡ lợn này là thơm đấy. Gọi vợ em về đi. Dê no chưa? Đây là nồi mỡ nhiều ấy nhỉ. 3 con mèo này là con mèo kia là mèo mẹ à? Mèo kia, mèo đực. Sao đâu ra 2 con nhỏ nhỏ nữa? 2 con nhỏ nhỏ kia là em mua riêng. À. Mày 2 con kia về nó không có một con chuột nào đến nhà đấy luôn. Hai con này nữa? Ừ. Không con chuột nào nữa? Không có. À. Ô dê kìa, dê về kìa. Ấy, dê đấy. Ấy, dưới này còn mấy con nữa. Úi. Dê gà các kiểu luôn. Đấy. Chó. Mèo. Bây giờ vào đầy chuồng luôn. Đấy, còn con đang về đây. Bây giờ chật chuồng luôn. Con đực là nó khác vào chuồng riêng á? À, mày huấn luyện kiểu gì mà đực nó khác vào được chuồng riêng này? Vào này, lấy này vào đây vụt ít nó. Ừ. Nên là bây giờ là nó cứ vào đực là vào riêng. Ừ. À, thằng này muốn. À. Nên là nó mà đi vào đây là em vụt đít vào đít nó. Ừ. Là nó sợ không dám sang chuồng bên cái. Đúng rồi. Nên bây giờ là nó khắc đi vào chuồng này. Đúng rồi. Nó là giỏi nhất, nó vào đây phải buộc nó xích nó lại. À. Nó hút cho hai thằng này vỡ bụng đấy. Ha. À, con to này á. À, nó hút người à? Ừ. Ừ. Cứ vào chuồng là nó không biết thằng nào đâu, nó cứ hút lung tung rồi. Đây à? Cái chuồng này lập thẳng nó ở bên này thôi mà. Ôi,
Ui, mười mấy con đấy chứ nhờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 con à? À, cả hai con nhỏ này. Hai, hai con đang ti này. Con này đang có được 1 tháng rồi. Con kia á? Ừ. Nó đang để được 1 tháng, con kia đẻ. À, con này đẻ. Ừ. Đẻ con này đúng 1 tháng ấy. Hai con này đẻ. Đây là có hai, đây còn hai con này. Đây con này đẻ tốt này, đẻ hai con này. Đúng rồi, thằng này đẻ tốt. Ừ. Đây còn bốn con đực bên này hết. Đúng rồi. À. Đực bé nhá. Đực bé cũng bị ăn vụt cũng biết huấn luyện vào rồi. À. Nó khắp vỏ của nó luôn đấy. Ờ, à, đóng chưa ông bà thôi. Ấm cái điện lên vâng, có được không? Ơ vợ em chưa về à, con đuổi bò nữa à? Về rồi. À. Ôi cháy thớt rồi. Ôi giời, anh sự để ý cái thớt này này. Đấy, tí nữa chặt gà này. Bỏ ra ngoài này. Quay ra hướng khác này. Ừ. Còn ngoài cái chiếc khu đúng không? Được rồi. Một bên thôi. Để cạnh nhanh tí nữa chặt. Xào thịt chuột nha. Đấy. Wow. Ôi à. Sợ làm sao ấy. Chuột ngon nhá. Thơm không? Đấy ông Sự sướng rồi đấy. Thì ông Sự ông phải làm 3 miếng liên tục. Cái gì ớt à? Không phải quả cà chua. Nướng lá vào cùng ớt. À. Không có chanh thì làm đậu chua. À, nướng quả cà chua này. Yo. Đây. Không ngờ tí nữa dã vào mấy ớt à? Đúng rồi, dã vào ớt cho nó. Cái này tí có phải sấp sấp nước vào không? Hay là khô thôi, xào khô thôi nhỉ? Cái này hả? Ừ. Mình cho tí nước vào, mình xào thịt nó tái hết đi mà mình cho tí nước vào một phát, nó chín một phát là nước khô là ăn được. Ừ, để cho rau thơm vào. Quả cà chua nướng rồi dã với cả ớt. Con gà có quả đau răng không? Có. To không? Cái chừng vẫn ra hết chưa? Thế nào? Quả đau răng lấy ra chưa? Lấy ra rồi. Đảo đi em. Thời kỳ này. Đảo liên tục. Thời kỳ nó hót mạnh rồi, quả đau răng nó to. Ừ. Khi nào nó không hót, nó hót yếu là bé đi rồi. Gà á? Ừ. Gà hót á? Đâu gì gà hót? Gáy chứ. Ừ. Cứ cái hai lớp mỏng thịt này dài dài là nó... cái quả đâu đang to. À. Còn cái mà nó chỉ bé thì nó không to. Cái nào mà nó bé bé to ở đâu? Cái hai cái mảng thịt này dài dài này. À. Màu đỏ chót to đùng. À. Nó mới quả mới to. Quả đâu đang to. À. Cái đoạn lòng trắng trắng lên rồi đấy nhờ. Quả cà chua ghép được chưa em? Cháy quá. Chưa. Ừ. Rồi cho rau thơm vào chị đấy. Cho vào đi. Cho vào đi. Cho tí nước nữa không? Đó, cho bơm tí nước vào một tí thôi. Tí thôi nhá. Chén rồi. Ồ, đó. Quên mất, không ai có rượu không? Không có rượu, nhưng mà có tí rượu vào. Không cần không? Không có thì thôi. Đảo đi, đảo nhanh vào em ạ. Đảo, nó cho nước vào, đảo lên tí. Rồi, đấy.
Cả đều rồi. Gia vị vào hết đủ rồi gì đúng không? Đâu rồi, ấy đâu sự? Ấy đâu? Lá chuối đâu? Giải đây luôn. Ừ. Ủa rồi, đây á? Hai tàu rồi, không có nữa. Hết rồi à? Hết rồi. Dê nó ăn hết à hay nào? Không phát triển, bây giờ đang... Đang mùa ấy à? Không phát triển được. Ừ. Một năm mới cơ. Cả nhà còn đúng hai cái lá chuối. Đấy. Úi dồi, quả đau răng này quá đỉnh luôn. Làm miếng cho anh nhé, mời các bác. Béo ngậy luôn. Đấy. Ở đâu có miếng mảnh tiết cho đây. Từ từ nó đây đây, cái dã này. Cho ít muối đây, xính. Nước chấm. Được chưa, cái món này thế nào? Tài, kiểm tra nào em. Cho ông Long nào có lên không hay là không lên? Đâu, 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 rồi, vừa rồi, vừa. Quá ớt nhiều muối mới ngon. Người nó tan hết giống nhau, không phân biệt ra. Dã miếng ớt luôn nhá. Ớt nhỏ ra. Úi dồi, được rực ngon rồi, đấy. Nước dừa, tốn rượu lắm, nếu mà cũng đầy. Chuột ngay mới là chuột này. À, ngon đấy. Gà rừng. Gà trên này khác gì gà rừng đâu. Khăn nhau luôn, chả khăn nhau luôn. Ừ. Chặt nhẹ thôi, ông phải đậy cái miếng này lên trên đấy. Đồ ông sự này chưa biết rồi, hôm nọ dạy bài chưa thuộc bài rồi. Đấy. Đúng không? Ôi, ông chặt bé quá, kiệt sỉ rồi. Cho nửa cái lên cho vợ thằng Xính. Vợ Xính nó ăn luôn cái còng. Đấy, đấy, mình chặt thế. Ngon chưa? Nhức nách luôn. Ngon lắm. Vợ Xính là vẫn đi làm bình thường. À, xem còn ông nào nữa, anh Sự ấy múc canh này. Ông gì à? Anh múc bát canh, hai bát canh. Chuột rồi vậy. Chín rồi nhỉ? Chín rồi. Chín rồi, làm rồi. Làm rồi, chuột ngon đấy. Đấy, cứ lấy một ông kia, còn một ông cứ đậy vung vào. À, đậy vung kia vào. Đấy, tí nóng lại lấy tiếp. Ôi, ăn cơm ở chỗ này triệu view nhất tỉnh. Vợ Xính còn đi làm gì đấy? Ờ, Xính nó bảo là đi hot cứt châu. Không Xính.
trâu kia là của em Giàng. Đấy. Xính là không có trâu. Chăn hộ luôn cho cả Giàng nữa, trông hộ. Ây da, thái lá chanh được đấy nhờ. Băm như kiểu là băm rau lợn này thì được ạ. Văn nhân. Uy tín đấy, thái lá chanh này uy tín rồi. Chịu khó, hai vợ chồng này chịu khó. May là ông Xính thì ông lấy. Ôi nó vừa thôi, còn chấm mà ông Sự. Rồi ông cứ để mâm đấy nhá, tí nữa tại vì vợ của Xính là không ăn thịt chuột. Ông cứ để bê môn mâm đây. Bê luôn cái mâm đấy. Bê đặt đây. Đó. Rồi, đặt đĩa thịt chuột vào bên kia. Đấy. Canh nữa, canh múc chưa? Chờ vợ chồng nó xong trâu bò là ấy thôi. Còn thừa thì múc hai bát canh vào. Cho luôn mâm. Đặt luôn mâm. Đấy. Bây giờ xem là lấy cái gì để ngồi. Có cái cây hay cái ván gì không? Đặt tiếp vào bên kia. Đấy. Chuột đặt riêng ra bên ngoài thôi, đừng đặt vào trong mâm. Đặt đấy tí nữa vợ nó không ăn được chết. Quả nước chấm uy tín đấy nhờ. Chậm chiếu này ngon đấy. Đấy chậm chiếu. Đấy thì còn xuống tối đấy. Tối mà. Ông Sự không dám vào ngồi gần đây à? Có. Đây này, ra ngồi đây ngồi nữa đi. Chỗ này đồ mỡ ông nữa này. Tài được không? Tài ngồi đây được. Cho hai ông Sự ngồi gần nhau. Anh Tiền Sự. Tiền Sự mới Hậu Sự. Hậu Sự ngồi cạnh nhau. Hai vợ chồng Xính ngồi ngoài. Ngồi cạnh nhau ấy. Dạ. Yeah. Bát múc cơm đi. Cứ luôn cho sẵn. Cơm à? Vâng, múc cơm đi, múc cơm thôi. Này ăn bát cơm thôi hả? Chúng ta ơi, lòng lên dưới này. Em không ăn được thịt chuột đúng không? Chỉ ăn thịt gà đúng không? Ờ, đây lấy cái còng cho... Tài bê cơm nên đưa lại cho vợ Xính. À. Cho bát này này. Cho bát không rơi. Ngon đấy. Ăn cơm đi. Dạ. Dạ, chúng mình về. Nó lên nó đào măng đào meo thì kệ họ. Đây có hai vợ chồng nhá. Đây là 1 triệu anh đếm sẵn đây rồi. Này, cầm lấy. Lúc nào nếu mà thôi con gà này nó cũng ấy. Thì cứ cầm xong mà lúc nào nhớ mua thêm 2-3 gà đen về nhá. Thả nó làm giống thêm, gây thêm cho nó có gà đen nhá. Còn những hôm nào vợ mà nó sinh ấy thì mổ những con gà ấy kia cho vợ ăn nhá. Em cũng để mà để mấy con làm Tết hả? Làm Tết nữa cơ à? Thôi mà để lại gà đen nhớ anh dặn những con gà chưa? Thôi đi, nhờ mời anh em ăn cơm đi. Mời các bác nhé. Cầm cho vợ nhé. Cơm em. Xin mời các bác nhé. Ở đây là bạn Thắng à. Nè, chuột đi các bác, ăn đi. Này anh Sự đây miếng ngon, ngon nhất đây. Chuột mạnh đấy. Chuột ngon nhất. Cái đồ này mình không phải trông cho nó ăn đâu. Còn mời các bác nhé. Mời bạn Thắng nhé. Ăn thịt chuột đi. Ăn thịt chuột Tài, ăn đi. Vâng. Tài. Em tự nhiên, cảm ơn anh nhé. Miếng này ngon này. Cái quả rau răng của anh. Đây, ôi rồi lại làm quả nữa. Vừa nghe anh làm quả rau răng rồi, giờ lại quả rau răng nữa rồi. Bính gấp tới này không? Tới mà. Không lấy một bát con nữa cho ra. Không sao đâu mà em. Quả rau răng. Ăn đi nhỉ? Ăn đi, mời đi. Ăn đi ăn thử.
Anh Tài cắt lấy nhá. Ừ. Ngon quá. Chua như gà. Gà ngon. Ừ. Gà hồng cao. Làm cái... Đấy đây. Như kiểu ở ngay đây nhỉ. Ăn cơm này view triệu đô ấy. Rồi. Họ đi xe phân khối lớn là như kiểu ở dưới này luôn. Ừ. Dạ này mày. Luôn qua cả nhà. Dạ. Ừ. Tối đến gà vịt nó cũng các kiểu nhỉ. Nó lau ở nhà ấy. Ừ. Ba con mèo, ba con chó, 16 con dê. Mấy con trâu? 5 con trâu. 5 con trâu, một con bò. Của em có một con trâu rồi. Em có một con trâu rồi ở trong đấy rồi. Ừ. 5 con trâu đấy là em có một con. Ừ. Hiện giờ vợ chồng em đang phải làm này. Nuôi 3 con mèo. Rồi, 3 con mèo đây. Đấy. 3 con chó. 3 con mèo là quý nhất. Ừ. Trông chuột. 5 con trâu, 1 con bò, 16 con dê, khoảng mấy chục con gà, 10 con ngan, 4 con lợn. Đúng không? Dù cá mấy con? Cá thả 3 cân rồi đấy. Thả 3 cân. Cá 3 cân. Mà cá toàn cá to ấy đúng không? Cá bé rồi. Con cá to của anh ước cho. Cá to là có 4 con. Có 1 con là lên mà anh già với anh ước ngái về đó làm xước cái đầu nó với cái vảy nó chết một con. Ừ. Nó nổi lên. 1-2 ngày nữa lại có em bé nữa. Ui ui. Xính ơi. Vất vả đấy. Gia đình ba ba bốn đến mẹ đấy. Ăn quả này lên đi. Ừ, ăn quả đi mấy anh em ăn chuột đây. Ôi lòng rồi, miếng lòng ngon lắm này. Ừ, lòng ngon. Ừ, giòn lắm. Ừ, lòng ngon thật. Đây, đây là sữa này. Ừ, giòn lắm. Ừ, giòn không? Ừ, ra cho Tài miếng. Đấy, cái lòng này ăn không phải ra lại ước là toàn bộ cái thịt này đây 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 lòng hết. Lòng ngon thật giòn. Giờ ăn cái lòng ngon là lại ước rằng nó cái thịt biến thành lòng hết như kiểu có lòng lợn ở ngoài chợ. Có bán ăn nó nghiện hết phải đi mua. Ở trong kia còn lòng nhiều lắm chưa hết lòng. Đang nóng rồi. Ờ ăn đi. Mấy anh em ăn mạnh vào. Con thịt gà đi. Anh ăn chuột thôi. Không. Ăn chuột khỏe vào. Còn nhớ. Vâng. Anh lông lâu thế không? Hết lên này. Đây. Nói đến rồng đến luôn. Vừa nhắc đến. Ừ, đấy. Cả đồn. Ừ. Nó đến tạp tháo đến luôn. Nó phải nhanh đấy. Đấy, rồng bê lốc đang lên. Vào luôn đi. Vào vị trí ẩn nấp. Nhanh đi. Vào vị trí ẩn nấp. Vào vị trí ẩn nấp. Sự biết đấy nhỉ. Em mở ra. Mở cánh cửa. Mở cánh cửa. Lấy hai cái bát luôn. Mít. Đồ lấy bát luôn đồ đấy. Lấy hai cái bát với đôi đũa. Anh lấy bát cho hổ em đấy. Ngồi đây. Trắng mất cho thì trắng. Cho nó ngồi. À, đây à. Tao mới ở. Lấy thêm bát lấy. Bát thôi nhá, đồ nè. Đũa này có là bát thôi nhá. Hôm qua vừa đi lấy về. Anh Lâu ơi, vào đây anh Lâu ơi.
Đi đường kia, đi đường kia. Đấy, đấy. Ngồi luôn đây anh xong rồi. Vâng. Uống Coca. Mình đi mua và uống Coca. Thôi anh hết cơm nhá, anh xong rồi. Ừ. Thôi rồi á? Thôi anh thôi. Ừ. Anh xử no rồi á? No rồi. Thế đây anh đồn lấy ghế này ngồi đây. Ừ, ngồi luôn ghế ông sự này. Anh đơn giản, nhanh lắm. Bát canh ngon. Lấy thêm ghế đi, còn ghế đỏ nữa. Ngồi đi để anh tí nữa anh đi chơi con này. Đây còn một, lấy một ghế nữa thôi. Lấy một ghế nữa rồi, anh xong rồi. Lấy lâu một ghế nữa. Chuột đi. Chuột ngon lắm anh em. Chuột đỉnh đấy. Chuột đỉnh. Thằng Đồn ngồi sát vào đây. Mày ăn trong nồi ngồi trong hướng. Nhìn. Hai xe, mỗi xe ba người. Bây giờ các ông cứ ngồi đây ăn cơm, tôi vượt ra đây bọn ông đến sau cứ ăn đi nhá. Ăn cho no đi nhá. Thế nhá. Tôi mong sự đi trước. Đi tí nữa mày phải xuống chứ. Mày mới cả ba xe thì mới đủ chứ. Nhớ nha, tôi đứng bên kia hú vắt là các ông phải để ý thấy nhá. Vợ em đi đâu rồi? Cho chăn lợn à? Thế bảo anh về đây nhá. Gấu. Anh về đây. Ây da. Dưới kia ổ chính tỏ ở đây ngắm xuống đẹp nhỉ. Hôm nay mình mới thắng mới ở đây đến chiều tối này. Rán này. Đi trước đi. Ma đi bắt người sau mà có bắt người trước đâu. Mấy anh em lên sau, Đồn với cả ông Long lên sau là ăn cơm sau. Thắng xuống trước. Đi bộ dần. Mà dạo này thật sự là toàn ăn xong không là đi. Cứ ăn xong cái là đi. Khỏe chân. Sắp đau bao tử đến nơi đấy. Có lần phải đi ra viện này. Đang chờ. Cái này là cùng với cái bãi dưới nữa là đốt để ra Tết lại trồng ngô. Đây nhìn xuống cái dưới kia đẹp thật. Đi. Ra đây đẹp không? Đây là toàn cảnh dưới trung tâm xã này. Đó. Bên này là xính đây. Đấy, chỗ sáng sáng này. Nhưng mà Thắng không gọi các anh em nữa. Các anh em đang ăn cơm. Trời đánh tránh miếng ăn cho Thắng với cả anh Sự. Anh Sự có đi bộ được xuống không? Có chứ. Mình cứ đi thôi. Thôi họ mấy anh em lên sau là Thắng bảo là Thắng ra đến cái trường này là Thắng gọi hú là để các anh em ăn thế thôi để đi. Mà thôi cứ kệ cho các anh em ăn. Thắng đi xuống bộ được bao nhiêu thì bộ, còn tí anh em ăn xong xuống thì đi xe máy. Tại vì có hai xe máy thôi. Lúc lên thì có xe máy của em Xính chở. Nhưng bây giờ thôi bảo tí nữa không thì em Xính nhé. Không phải ra nữa. Vất vả các em ấy. Và thằng đi bộ đấy. Từ trên cao nhìn xuống đẹp phết nhỉ. Nhìn nó vòng vòng lên. Gọn vào. Ôi cả ba xe xuống à? Bảo không thì bảo Xính quay về thôi. Đi ba người, đi ba người luôn. Đi ba. Đi ba. Được rồi, em chở xếp Nguyễn Tất Thắng đi. Thôi. Đi ba luôn, đi ba luôn. Hả? Đây ngồi tôi ngồi cùng Sự rồi. Nhưng mà hai à. Thắng nặng cân thì. Được rồi. Anh Sự với anh Long ấy. Thế ông Sự mới. Thế Tài ngồi với cả ông Long đi. Hay là đi cùng nhau. Anh đâu? Anh Sự ngồi, Tài ngồi đây, Tài nhẹ hơn. Đúng rồi. Tài nhẹ hơn. Anh Long nó nặng rồi vậy. Hai ông to đấy. Anh Long nặng nhất.
cho ngồi cùng Xính, còn ông Sự với ông Tài ngồi ngồi xe kia. Rồi tôi đi cuối cùng, đi qua chỗ kia quên mất không gọi các anh em. Ăn no hết chưa? No hết rồi. Đi cẩn thận nhá. Gà ngon quá, cái gì? Đi đi đi. Đây đây đây. Đó đây đây. Cứ chậm năng sự. Sợ phết đấy. Đây không chậm. Em đi an toàn mà. Xính một chân đi ác giờ. Ăn lắm. Đi tốt đấy, đi đường này kiểu quay rồi, tốt đấy. Mình đi đi kiểu ở đấy là không đi được thôi. Em Xính là khỏe đấy. Xe một xe cân ba, xe đồn với cả Sự, với cả Tài đi một xe. Đi nhanh nhanh đi xa xa nó sợ, gần gần nhau cho vui. Sợ ma. Không, ôi sợ gì ma. Không muốn vào gần thôi, mà gần không được. Phải cách xa xa tí. Ai rồi? Ở đâu? Đây nút đường đấy. Ô, kia 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 kia. Kia 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 kia. Thằng Tài đang ngay. Đây. Này. Này mất tên. Đồ đã. Taxi dù. Này tại đi tắt đấy. Bảo ông cầm dép lên tay luôn đi. Xây dép rồi, xây dép. Đi đi. Xính một chân này đi mới ác này. Đi tốt đấy. Đi kiểu này là tốt đấy. Đường đi áp quá không được. Bây giờ nó lại còn đi ngược lại nữa. Đúng rồi. Đi về. Đúng rồi. Tí nữa quay lại ngược lại này. Có hai ba cây nữa. Giờ đã ra đến xe đây, 7 giờ hơn, thắng kết thúc cái video, chạy suốt từ nhà 8 người về đây, thế mà tối nay vẫn có mặt tại nhà Xính một chân, phi thường, nhiều lúc là cũng không ai nghĩ được rằng là anh em thắng trên đường đi như nào, trưa nay không ăn cơm trưa, có hai túi mía, nói rất là chân tình, báo anh Sự. Đúng rồi. Không có ăn trưa các bạn ạ. Ăn mì tôm, thằng ăn mì tôm từ nhà 8 người đấy rồi là chạy thẳng thông đường về đây. Anh còn được mèn mén.
ông Sự ăn bền bén, em còn không ăn tí nào, ăn mỗi tí mì tôm.